nhằm giúp các sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội có cơ hội trải nghiệm, giao lưu trực tiếp với các tổ chức doanh nghiệp. Sáng ngày 9 tháng 1, ngày hội việc làm UEB Job Fair 2020 đã được tổ chức tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với chủ đề việc làm trong kinh doanh và kinh tế số, các chuyên gia, diễn giả và đông đảo sinh viên đã cùng nhau thảo luận, trao đổi xung quanh các chủ đề nhân sự trong xu thế chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp, nhân sự trong xu thế chính phủ điện tử và kinh tế số hay xu thế thương mại điện tử xuyên biên giới. Gần 1.000 sinh viên đã được tiếp cận với các doanh nghiệp và hơn 70 sinh viên được tuyển dụng vào các vị trí việc làm ueb job fair là sự kiện thường niên hết sức ý nghĩa và thiết thực khi kết nối sinh viên với nhà tuyển dụng từ đó sinh viên có cơ hội tìm hiểu quy trình điều kiện tuyển dụng để chuẩn bị về chuyên môn kỹ năng trước khi tham gia